Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Đam Mê Cá Vàng đây. Hôm nay thì xúc tích ngắn gọn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nhận biết trùng huyết đông lạnh sạch tươi và chất lượng thì sẽ như thế nào nha. Đây là mình mới để một mảng trùng huyết vào cho cá ăn, thì các bạn có thể thấy rằng cái màu đỏ tươi nó đang hòa tan vào trong nước không, và là trùng là đang nó đang gần dần dần rã ra. Thì sau khi mà trùng huyết đã rã ra nước rồi á, thì nó sẽ từ từ chìm xuống đáy, nó có một cái trọng lượng nhất định để mà chìm xuống đáy. Thì đây chính là cách để bạn nhận biết trùng huyết sạch tươi là như thế nào ha. Trùng huyết tươi sạch là trùng huyết mà thứ nhất thì là nó có màu đỏ tươi. Thứ hai nữa là khi mà bạn để vào nước nó rã ra thì nó sẽ chìm xuống. Còn nếu như mà trùng huyết không chất lượng có nghĩa là trùng huyết để lâu ngày nè, hoặc là trùng huyết không được vệ sinh sạch, là không được lọc rửa sạch trước khi mà bạn sử dụng á, thì bạn sẽ thấy là cái nước của nó đen thui luôn, và khi mà để vào trong nước á, nó sẽ rã ra nhưng mà nó không có trùng, nó không có chìm xuống. Còn nếu như mà trùng huyết không có chất lượng có nghĩa là có những trường hợp như sau. Ví dụ như là trùng huyết để lâu ngày nè, hoặc là trùng huyết không có được vệ sinh sạch sẽ, không có được làm kỹ trước khi mà cho bạn sử dụng á, thì nó sẽ có những tình trạng ví dụ như là nước của nó sẽ đen thui luôn, và khi mà rã vào trong nước á, thì nó không có chìm xuống mà nó nổi lên bờ nó trên phía trên á.
Sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đàn cá con mà mình vừa mới cho ấp được và nuôi lớn nè. Lúc mà còn nhỏ, còn cá bột á, thì mình cho ăn cám cá con, lớn tí xíu nữa thì mình cho ăn bo bo. Cái sân thượng nho nhỏ ở thành phố thì bọn mình cũng tự nuôi được khoảng 2-3 thùng bo bo. Sắp tới thì mình cũng sẽ nuôi nhiều thêm nữa để trước có ánh nắng chiếu vào, nuôi nhiều thêm nữa để mà cho cá con ăn. Đây là đàn cá con của mình nè, còn một mớ cá bột ở bên kia nữa, nhưng mà để vài bữa nữa thì mình quay cho các bạn xem nha. Còn đây là đoạn cảnh mà mấy con heo ra chu ăn trùng huyết xong là nó sẽ thải phân ra. Mỗi lần mà ăn xong á, thì nó thải phân ra rất là khủng khiếp luôn. Như vậy nè, cá mà khỏe là ăn xong là nó ra phân cực nhiều luôn. Vậy nên là lý do mà mình luôn khuyên các bạn là các bạn nên trang bị một hệ thống lọc tốt kết hợp cho cá. Không á, là nước bẩn á, thì cá rất là dễ bị bệnh. Thank you.
Ngoài việc mà cho cá vàng ăn trùng huyết ra thì mình cũng có cho cá bảy màu ăn trùng huyết nữa. Thì mấy chú cá bảy màu cũng rất là khoái món này luôn á. Các bạn thấy là nó ăn rất là thích. Vậy là mình đã chia sẻ xong những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình nhưng mà thực tiễn về việc mà phân tích giữa trùng huyết tươi sạch chất lượng với trùng huyết không có chất lượng là như thế nào ha. Các bạn muốn có trùng huyết tươi sạch chất lượng cho cá yêu của mình thì các bạn hãy inbox ngay đến Đam Mê Cá Vàng nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.